Hello mưa lại mình cùng mỉm đây. Thì hôm nay á mình có một tin vui mọi người ơi. Thì cũng có vài gói mới lại có mấy cái gói cũ nữa mọi người ơi, dễ thương quá trời luôn á mọi người. Mình thích cái gói con thỏ này cực kỳ, mình thích cái gói con thỏ này cực kỳ nha mọi người. Mình thích cái mắt nó mọi người. Mình đang ghé cái cương để làm được cái gói đó mà. Thì hôm nay nó có cái sự kiện mới là cái sự kiện kem kem tìm chữ mọi người, tìm chữ để nhận được mấy cái hộp nào mọi người đó đó, có cái dép nè, dép dép sô cô la mọi người, và cái cuối cùng là mấy cái bộ đồ mọi người à, cũng xinh lắm mọi người, cũng xinh thôi. Wow, tin vui của mình là vậy đó mọi người. Ok, giờ mình sẽ thấy chỉ cho mọi người mấy cái này nha mọi người. Mình tìm thấy được chữ U nè, chữ E. Vậy nó chạy nhanh quá mọi người ơi. Tìm thấy rồi nha. Chỗ bánh kem nha mọi người, cái chữ này nó giấu kỹ quá mọi người ơi. Vậy chỗ này hả, có một que kem nè, ta bấm nhận rồi nhảy lên kia nữa. Trời ơi, cặp bó hoa chạy băm 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 nha mọi người. Đó cái kem nè, nó cứ chạy chạy vậy á mọi người. Mọi nhớ đuổi heo nha, chứ không là coi như vậy đó. Rồi nhận nè, ui được rồi, ui có chữ gì ở trên kia kìa, nhảy lên nhận thôi. À, mình nhận rồi nha. Từ lâu nó bị lỗi nên mình phải bấm nhiều lần á. Giờ mình lên đây thử coi có chữ gì không nha. Tìm thử thôi mọi người à, chứ không biết là có không. Dạ, lên nè. Tại sao mình phải nhảy như vậy nhỉ? Mình có cái kia mà. Thôi. Hay. Ui dạ, tìm được gì nhá, đi xuống lại mọi người. Xuống coi có gì không. Mình đang quan sát ý mọi người, mình sẽ coi có chỗ gì luôn. Sao đó là vậy, nhiều quá nè. Ủa nghĩ là không được, bây giờ vô công binh đi, chạy qua đây có cái kem nó đâu rồi, đây là nhận nè. Đó nó lên gấp kìa, chị lên nhận rồi, nó chạy lên đây luôn, nhận luôn. Ủa nó đâu? À còn gốc cây. Trời ơi, đúng là tìm được thấy rồi. Công nhận cái cây kim này nó mệt thiệt đấy. Ôi rồi nha luôn. Nhận nè. Rồi chạy nè, nó chạy đâu không biết luôn. Rồi xong cái mới thấy được. Chạy nè, chạy nè, ai nhặt cổ hả? Không, giờ đang chạy đi tìm chiếc que kem đó, nhưng mà đâu ngờ là nó đã biến thành chữ rồi luôn mọi người. Đó, nãy tìm quá trời quá đâu không thấy, giờ mới thấy, giờ đi tìm nữa nè, tìm lại cái xác luôn mới thấy được. Tìm 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 tìm
thì muốn loạn cái gì luôn á, muốn loạn não luôn á, nghe mới biết nói đâu. Kiểu là mình cứ đi tìm hoài mà không tìm được. Trời ơi, đâu rồi ta, trời ơi, kem đâu rồi? Mình không hiểu cái quay kem, hình như là cái quay kem đó nó sẽ biến thành chữ á mọi người, nếu mà mình bấm ừ, hết cái chữ kìa, nó sẽ biến thành chữ. Bye bye mọi người nha. Bye. Bye.